Ồ, mai mà tôi đúp kịp để tôi hồi máu nha. Hên quá, Kali mang tóc biến. Shiba. Cảm ơn Hiếu nhiều nha bạn. Cảm ơn bạn nhiều. Thank you. Cảm ơn Hiếu nha. Tóc. Quên, hồi nãy mình đổi cái máy quét sớm sớm. Solo ngang kèo bác Ali luôn là ngon. Chắc lành lạng qua đây nè. Ừ, đấy, ép lính thôi chứ con không làm gì được kèo này. Mai mà tôi đúp kịp để tôi hồi máu nha. Pha đó hết cách rồi. Bắt buộc phải hy sinh chiêu cuối để lấy cái chiêu đúp để hồi máu là tự đắc thắng thôi. Chúng tôi chủ bắn chắc lòi ruột quá. Ngon rồi đó, Akali thọt sắp mặt nồi luôn nè. Trời ơi, mất quá trời lính luôn. Cảm ơn anh Long đã donate nha, cảm ơn anh. Tôi vẫn còn bị cay cay hôm trước á, là tôi ráng solo á. Đúp gia tăng hả, thằng hồi máu đã mất em. Gia tăng ha, nó gia tăng lượng máu đã mất. Nó hồi từ mọi nguồn luôn. Bể đá cổ, hạt hạt hồi máu, rồi kể cả cái hồi máu từ cái đắc thắng nó cũng hồi nữa. Ken lên này, tôi sẽ mút được hứa này. Đấy, để chúng ta đừng có bị chích dịch. Chích dịch là gãy. Ken lên găng này. Tôi cá với mấy anh em là bên kia đang có người xem stream, chắc chắn luôn. Cỡ nào bên kia cũng có người đang xem stream. Bên kia chắc chắn là có người đang xem stream, tại vì lúc nãy mình đánh nóc tool. Các rank này không ai cắp nóc tool nữa đó. Ở rank Việt rất ít người cho nóc tool luôn. Mà tự nhiên tôi bị cắm nóc tool là tôi biết rồi. Ranh Việt cái chen con nóc tôi đường chơi, ranh Việt ít người chơi lắm. Hồi nãy đang bít con nóc tôi mà bị cắm xong rồi con Akali á, bên mình là ông rừng này nè chuẩn bị bít Akali. Là ông thần nào bít Akali luôn. Để chắc chắn bên kia họ đang xem ấy. Đấy, mình ép lính như này thôi chứ không có cách nào. Akali có sát chiêu hoàn hảo, có chiêu E, rồi có chiêu đúp nữa. Quá nhiều chiêu để có thể trốn thoát không lắp. Cái thằng này có thể ép lính thôi. Ép trong bắt buộc phải xài cái nội năng để ông farm lính. Thì ông sẽ không có nội năng để ông cống máu mình. Như là bị mù à. Mạng không kịp pro. Ăn pro. Ui. Thằng Serat này nó tệ khủng khiếp luôn á. Rướng lại farm để lấy item. Trong khi Diana nó bị cướp rừng là tôi thấy liền tôi chạy vào cứu. Ông chả chạy vào làm gì. Xài skill nhìn ngáo ngáo thế đéo nào. Thanh nhau à, ông bị thích thanh nhau à. Tôi nói Serat gà gà thế nào á, bởi ba không tin. What the fuck, Serat lên Luden cái đợt.
Sao đá tách kỳ kỳ cái gì á quý vị. Bình thường á, mấy ông mà biết nhìn Seraph biết chơi á, là người ta sẽ xài chiêu nào trước, biết không? Là ta sẽ xài đúp trước để làm chậm, sau đó bạn sẽ e, rồi bạn quy, nó sẽ ngon hơn. Mà thằng Khứa này chuyên gia quy trước xong mới đúp. Ấy, thế là cái điều kỳ lạ đấy. Bạn đúp trước, bạn làm chậm, sau đó bạn e, là người ta sẽ ăn full combo luôn. Hình như là Ken E như này sẽ thấy mình đúng không? Run. Cái này phải chạy, cái này phải chạy không? Ơi, tổ tiên phù hộ. Thôi chết bà rồi. Tự sát không biết có được không đây. Hên thế không biết. Trời, không được, 3-3 thua, con Seraph thì ngáo lắm, chạy. Ok, con Seraph hết ngáo rồi, tránh. Không phải tăng không mày. Má, ông skill chuẩn cái coi Seraph. Ông skill đéo gì đây. Thề luôn, ông combo nhìn. Không sao, giết được người ok, không sao, không sao. Không sao, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ông quy hụt mà tôi quạo luôn á, men. Ông quy hụt mà tôi quạo luôn á. Trời, gân tôi giật 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 nè, không biết mấy anh em có thấy không mà. Ổng quy hụt mà tôi bực luôn á. Rõ ràng là con Ken. Nó đứng sát bên như vậy nè, ổng đứng đây nè, mà ổng quy hụt được. Chàng ơi. Ê, Akali bó kìa ông. Nhau lần này mình hai đồ rồi. Chết hết rồi đó, mấy cửa mất rồi ông ơi, mất rồi, mất rồi, mất rồi, mất rồi, đừng quẹo vô, quẹo vô, đúng rồi, mất rồi, mất rồi, mất rồi. Mất rồi bạn ơi, mất rồi, bùa đỏ này mất rồi. Nhẹ dạ cả tin thế là chiều. Có người hụt xe. Ken đi ảo game rồi, Ken đang xanh mà. Nhưng mà cái team đội ngũ bên này tôi thấy biến thành Ken xanh đó thôi, Ken đỏ. Đến Ken xanh nó êm hơn nhiều quá anh em. Mình thiếu thời gian hồi chiêu quá.
Mít to hả? Anh nhìn con Ken nó hồi máu anh sợ, còn em nhìn con Mít nó skill hụt mà em sợ. À Mít anh hả? Đấy nhưng mà đánh được rồi đó. Chỉ mỗi khúc đầu là đánh hơi lắc lác rồi bắt đầu quen tay rồi nó khác hẳn á, kiểu tự tin hơn á. Đánh mấy con kiểu mà Serrat hay là mấy con kiểu như là Victor này kia á thì đánh mà tự tin đó mình skill nó mới ảo. Chứ đánh mà kiểu sợ hụt á, mình bị delay không mấy giây á, tâm lý mình không vững, mình cứ sợ hụt là mình quăng chiêu Mít hết à. Đánh mấy con nó phải tự tin lên. Cơ bản là làm phải nhanh. Nhanh là được. Còn độ chính xác thì để sau. Vậy người ta mới sợ. Người ta mới nói là ờ thằng này tuôn hả. Đấy người ta mới mới đánh ngáo ngáo xong rồi nó quăng chiêu trúng được chứ. Bí quyết đấy. Bí quyết đánh Serrat đấy. Quan trọng là phải nhanh. Còn chính xác để sau. Một mắt một khắc là mình phải bắn ra tài le chiêu luôn. Thì mới ăn được. Nè hai ông mà đứng đây là tụi mình có mạng nữa nè. Hai ông mà đi cái đường này lên là anh em mình có mạng tiếp nè. Rồi đi đường kia rồi. Tiết kiệm mana xíu. Đấy bên kia bây giờ rơi vào cái thế gọi là tiến thối lưỡng nan rồi nè. AD support đang chạy lên chiêu combat. Nhưng mà team mình đang khỏe quá. Cân hết được luôn á. Đó là giờ anh em mình cứ đứng đây mình đẩy để ghép được thôi. Đó thấy không. Bên kia rơi vào thế tiến thối lưỡng nan rồi. Bây giờ về đép nhà cũng không được. Tại Olaf nó khỏe quá. Mà đi tranh Baron cũng tranh không được. Tại vì team mình cũng đang khỏe. Đấy cứ kệ mấy ông đi cho mấy ông tự chơi luôn. Đẩy trụ là trên hết. Thấy không. Team mình cân được hết nguyên team kia luôn mà. Kali thì hơi khó, thôi bỏ đi. Đấy. Đá stream với chúng tôi à. Đá stream mà cấm nóc tool với chúng tôi à. Tại vì ở cái rank này á, mọi người biết sao không? Ở cái rank này á, ít nhất là ở rank Việt nữa. Không có ai mà đi cấm con nóc tool hết trơn á. Tại vì ở meta của Việt Nam người ta không thích đánh nóc tool, mà người ta chơi những con khác. Giả dụ như là Camille nè, Fiora nè, những cái con nó đang mạnh trong meta nhưng mà không phải.